Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thể thao thứ hai hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, nhằm thỏa mãn niềm đam mê và phục vụ nhu cầu học tập, rèn luyện thể chất của những em yêu thích trái bóng tròn, vừa qua lớp bóng đá cộng đồng Phan Văn Tài Em Hyundai Long An đã chính thức khai giảng với sự tham gia của gần 150 em có độ tuổi từ 6 đến 14 tuổi tại sân vận động phụ tỉnh Long An. Lớp bóng đá cộng đồng Phan Văn Tài Em Hyundai Long An là lớp đầu tiên được mở trên địa bàn thành phố Tân An và huấn luyện viên đứng lớp lại là cái tên rất quen thuộc, có rất nhiều cống hiến cho tỉnh nhà. Nên khi biết được thông tin về lớp học đã có rất nhiều phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em mình đăng ký học. Tham gia lớp hướng dẫn còn có những cựu huấn luyện viên có tiếng tăm của bóng đá Long An như huấn luyện viên Huỳnh Ngọc Sang, trợ lý huấn luyện viên Henrique Calisto của gặp đồng Tô Long An lẫn đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Võ Ngọc Quý, cựu tuyển thủ Việt Nam, huấn luyện viên Huỳnh Công Chánh, cựu cầu thủ gạch đồng Tô Long An, huấn luyện viên Nguyễn Duy Tiên, cựu cầu thủ gạch đồng Tô Long An. Sau khi giải nghệ, nay lại tiếp tục gắn bó với nghiệp quần đùi áo số nhưng với vai trò là những người thầy đi gây dựng phát triển phong trào bóng đá, sẽ trực tiếp hướng dẫn và đào tạo các em nhỏ những kỹ thuật từ cơ bản đến chuyên sâu của bộ môn bóng đá. Đây cũng là sân chơi giúp cho các em vui chơi với quả bóng tròn và tăng cường sức khỏe để giao lưu với nhau trong dịp hè. Hiện nay trên cả nước có rất nhiều lớp bóng đá cộng đồng ra đời. Ngoài mục đích tạo sân chơi bổ ích để rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất, đáp ứng được nhu cầu vui chơi lành mạnh của các em mà còn giúp phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng trẻ cho thế hệ sau này. Chính vì lẽ đó mà cựu tuyển thủ quốc gia Phan Văn Tài Em đã có ý tưởng mở một lớp bóng đá cộng đồng tại thành phố Tân An sau thời gian anh chia tay câu lạc bộ Sài Gòn. Và ý tưởng này của anh đã được sự ủng hộ cùng sự trợ giúp về chuyên môn của các bậc đàn anh, đàn chú. Ý tưởng thì từ lúc mà anh nghỉ ở đội Long An, thì sau đó đi làm huấn luyện viên cho đội Long An mình, và cái thứ hai là đi Sài Gòn FC. Thì sau khi cũng không thành công lắm thì mình thấy cũng đòi huấn luyện mình còn non kinh nghiệm, cho nên về đây cũng mình nghỉ vài tháng để suy nghĩ, và cuối cùng thì mình suy nghĩ ra ý tưởng lớp bóng đá cộng đồng này. Thì nói chung là cả nước Việt Nam mình đều đã làm rất là lâu rồi, nhưng mà Long An thì mình chưa có lớp bóng đá nào. Thì mình cũng đã bàn bạc với anh Dũng Phong thì cũng biết rồi, là người rất là đam mê bóng đá của mình. Thì sau khi bàn bạc thống nhất thì hai anh em có bàn qua thì trao đổi ý kiến với anh Dũng Phong, rồi thầy Quỳnh Ngọc Sang với anh Võ Quý, rồi anh Công Chánh, rồi mấy anh em mới gom lại mới thành lập cái lớp bóng đá cộng đồng này. Như mình cũng đã nói rồi, trước tiên á, cái lớp này đã nói bóng đá cộng đồng là vui là chính, vui. Cái thứ hai là mình cho các cháu nó có sức khỏe. Cái thứ ba thì mình mới dạy các cháu các kỹ năng đá bóng. Nếu mà các trong thời gian huấn luyện á, lâu dài thì mình thấy các cháu nào có năng khiếu á, thì mình sẽ tuyển chọn ra cái lớp riêng để mình huấn luyện riêng để cho gửi cho các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp. Thì mình thấy ở Long An hôm nay cũng rất là đông, cũng khoảng trên 100 em. Thì để dần dần cái lớp mình ổn định thì mình có thể là đi về mấy huyện, mình cũng sẽ nhân rộng ra. Thì sau khi tôi được học trò tôi là Phan Văn Tài Em gợi ý là làm một cái gì đó cho bóng đá Long An, cụ thể là mở cái lớp bóng đá cộng đồng để tạo điều kiện cho các em có sân chơi. Tại vì tôi biết là rất nhiều phụ huynh họ cũng góp ý là muốn con họ có sân chơi, và tôi sau khi nghe Tài Em gợi ý thì tôi rất là hoan nghênh và tôi ủng hộ Tài Em hết mình để mở cái lớp này. Đây là một cái lớp đầu tiên mình làm, thì chúng tôi làm cái mục đích duy nhất là mình tìm cái nguồn cho cái bóng đá Long An của mình. Cái thứ hai nữa là tạo điều kiện cho các cháu có cái chỗ chơi nó hơi chuyên nghiệp một tí. Do đó là chúng tôi sẽ dốc hết tâm huyết của mình vô trong cái lớp này. Và tôi nghĩ là cái lớp này nó sẽ làm được một cái gì đó cho bóng đá quê hương. Và tôi rất là vinh dự để mà cùng với học trò của mình để đứng cái lớp như thế này. Hầu như ai cũng biết bóng đá là môn thể thao vua, mang lại rất nhiều lợi ích. Không những giúp các em rèn luyện được thể lực mà còn giúp cho các em nhanh nhẹn hơn, phản xạ tốt, mà còn trang bị nhiều kỹ năng hơn trong cuộc sống, giúp các em rèn luyện được tinh thần đồng đội, kết hợp, ăn ý và có tính kỷ luật cao, giúp các em trưởng thành và sống lành mạnh hơn.
Sau khi các đội tuyển U19 Việt Nam, U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia thi đấu thành công và gây tiếng vang trên đấu trường quốc tế, người hâm mộ cả nước, đặc biệt là các em nhỏ, ngày càng yêu thích bộ môn thể thao vua này hơn. Chính vì điều đó, khi có thông tin về lớp bóng đá cộng đồng Phan Văn Tài Em chính thức chiêu sinh, đã có rất nhiều các em nhỏ mong muốn như thần tượng của mình, cũng như là phụ huynh tin tưởng gửi gắm con em mình đăng ký học. Chị xem ở trên báo mạng em, rồi cũng có một vài đứa em trong nhà cũng độ tuổi khoảng tuổi teen đó. Thì nó thường xuyên đọc báo thì nó nói là có một lớp của cầu thủ đội tuyển Việt Nam là Phan Văn Tài Em mở cái lớp bóng đá ở đây, cho nên là chị đưa con tham gia. Môn này thì cũng tạo sức khỏe cho con. Nhân dịp mùa hè thì qua thời gian một năm thì con học cũng rất là nhiều, cũng mệt mỏi thì tôi cũng muốn tạo điều kiện cho con trong 3 tháng hè để vui chơi, để có lấy sức khỏe, để chuẩn bị cho năm học mới. Thì nói chung tại em ở được lớp này thì nó quá tốt cho cộng đồng này kia nọ nữa. Thứ nhất là rèn luyện được sức khỏe cho mấy cháu, thứ hai là những cháu nào có lòng đam mê á thì đi lấy cái bộ môn mà mình mê, cái sở thích của mình như thế. Hiện tại khi tham gia lớp bóng đá cộng đồng Phan Văn Tài Em Hyundai Long An, các em sẽ được học 3 buổi một tuần và sẽ được học theo 3 nhóm tuổi 6 đến 9, 10 đến 12 và 13 đến 14. Thời gian mỗi buổi học sẽ kéo dài trong 90 phút. Thưa quý vị, để bóng đá Việt Nam hướng về mục tiêu tham dự World Cup thì theo huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói, nếu bóng đá Việt Nam muốn nghĩ tới mục tiêu nói trên trong 8 hay 10 năm nữa thì ngay từ bây giờ phải bắt tay đầu tư cho lứa tuổi cầu thủ 10 tuổi. Và nguồn lực để thực hiện điều này chính là sự ra đời của những trung tâm hay lớp bóng đá cộng đồng ở các tỉnh thành. Nơi đây sẽ là sân chơi bổ ích thiết thực cho trẻ em và cũng là nơi phát hiện những mầm non, những tài năng bóng đá cho địa phương, cũng như là nơi làm bước đệm để các em có tài năng theo đuổi đam mê để tiến bước vào các học viện, các lò đào tạo trẻ chính quy. Và hy vọng lớp bóng đá cộng đồng Phan Văn Tài Em sẽ là tiền đề cho các lớp học tiếp theo được mở ra trên địa bàn tỉnh Long An trong thời gian tới.